Xin chào các anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các anh chị và các bạn. Sau đây chúng ta cùng nhau làm quen với phần 2 trên 7 trong cái hệ thống phiên âm tiếng phổ thông Trung Quốc. Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với cái phần thanh mẫu, tức là các cái phụ âm. Xin mời mọi người chúng ta cùng bắt đầu nhé. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu về các cái thanh mẫu nè. Trong phần thanh mẫu này do các phụ âm đảm nhận. Phần thanh mẫu do các phụ âm đảm nhận. Nhưng mà trong phần trước mình cũng có nói với các anh chị là trong trường hợp đặc biệt thì các cái nguyên âm chứ không phải là phụ âm nó vẫn có thể đảm nhận được. Nên chúng thường được gọi là phụ âm đầu. Trong phần thanh mẫu này do các phụ âm đảm nhiệm nên chúng thường được gọi là phụ âm đầu. Tức là cái phụ âm mà nằm bên tay trái á. Tiếng Hán hiện đại trong cái tiếng Hán hiện đại thì nó gồm có 21 phụ âm. 21 phụ âm và căn cứ vào cái cách phát âm mà chúng ta có thể chia nó ra thành 6 nhóm. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu từng nhóm một. Từng nhóm một nha. Bắt ta bắt đầu nè. Nhóm đầu tiên tức là phụ âm môi. Phụ âm môi tức là những cái phụ âm mà nó phát âm ra từ phần môi mình là chính thì gọi là phụ âm môi. Rồi nó gồm có phụ âm môi thì gồm có nè. Cái số 1 là chữ b, cái số 2 là chữ 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 b phở đó. số 3 là chữ m và số 4 là chữ f. Rồi, cái số 1 như vậy số 1 là chữ b đó đó. Cái xu hướng bây giờ người ta đọc là po po âm b po po. Số 2 là cái từ cái chữ b phở đó đó, chúng ta sẽ đọc là phô phô tức là âm môi nhưng mà chúng ta bật hơi ra đọc là phô phô số 3 thì nhẹ nhàng thôi đọc là mô mô và số 4 là chữ f thì chúng ta đọc như chữ phờ bình thường đọc là phô phô bản chất của nó là âm bờ âm phờ âm mờ và âm phờ bình thường nên là mọi người đừng có quan tâm ví dụ như chúng ta xem ở đâu đó trên video clip á, nào đó và chúng ta thấy nó đọc là P, P, M, cũng được hay là pô pô mô for cũng được bản chất nó là bờ pờ mờ phờ thôi quan trọng là cái phần vần đằng sau ghép vào với cái gì thì nó ra một cái âm tròn được nên là chúng ta đừng có quan tâm như mình ngày xưa mình học lúc nhỏ thì những thầy cô mà À, lớn tuổi ngày xưa người ta vẫn đọc là per per mơ phơ không sao cả. Rồi, chúng ta cùng đọc nha. Số 1 nè. Por. Por không có bật hơi nha. Por. Số 2 là por. 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 Số 3 nhẹ nhàng thôi, mo. Mo và số 4 là for. For một lần nữa nha cái số 1 là chữ bờ chúng ta đọc là po po mậm môi là đọc thôi po số 2 bật hơi ra nè po 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 số 3 là mo mo âm m thôi ha số 4 là phô, phô, như chữ phờ của mình vậy đó rồi chúng ta có cái nhóm thứ hai nhóm thứ hai là số 5, số 6, số 7, số 8. Chúng ta cũng lưu ý nè, cái số 5 là cái chữ giờ đó, nó đọc giống như cái chữ tờ trong tiếng Việt của mình, như vậy đọc là tơ, tơ. Cũng có người đọc là tưa cũng được, mà tơ cũng được, nói chung bản chất nó là âm tờ là được, nó là tơ, tơ. Cái số 6 là chữ tờ thì nó đọc như chữ thờ trong tiếng Việt của mình là thơ, như vậy số 5 là tơ, tơ. Số 5 này chúng ta đọc là tơ. Tơ. số 6 này chúng ta đọc là thơ thơ số 7 đọc là số 7 này chúng ta đọc là nơ cái chữ n thì là âm n thôi đọc là nơ nơ và số 8 là lơ lơ rồi ha chúng ta ôn lại một chút xíu nào từ 1 tới 8 chúng ta ôn lại từ 1 tới 8 nè po thơ mô for tơ thơ nơ lơ thế bây giờ giải thích một thêm một chút xíu thế tại sao không đọc là per per mơ phơ rồi tơ thơ nơ lơ luôn cho nó dễ vì ở trong tiếng hán hiện đại nó không có cái chữ nào đọc là per hay là pơ hay là mơ hay là phơ hết á nhưng mà nó đọc là bô, pô, pô, mô, phô thì có Cho nên người ta đọc là bô, pô, pô, mô, phô Để cho người ta à, liên tưởng tới Người ta liên tưởng tới một cái chữ hán nào đó Để người ta dễ học thôi Rồi, bô, pô, pô, mô, phô Tơ, thơ, nơ, lơ Vậy thôi Chỉ riêng có cái số 3 là M đó nó có, có một cái từ là từ mơ. À, sảnh mơ Sảnh mơ Sảnh mơ, có từ mơ thôi còn cái chữ F không có đi với ơ được Nó không đọc là phơ Không có chữ nào là chữ phơ cả Nhắc lại một lần nữa nha Số 1 là po Số 2 là po Số 3 là mo Số 4 là pho Số 5 là tơ Số 6 là thơ Số 7 là nơ Và số 8 là lơ rồi, đó là cái phụ âm ở giữa đầu lưỡi. Chúng ta được hai hàng. Các bạn cứ phải nghe tới nghe lưu nhiều lần các bạn sẽ quen thôi. Lúc đầu có khi thấy nó hơi giống giống cũng không sao cả. Thường có nhiều bạn sẽ nói sao cái số 1 với số 2 nó giống. Thực ra là không có giống lắm. Số 1 là po, po không có bật hơi. Còn cái số 2 nó đọc là po, po, po. Cái tiếp nữa chúng ta tìm hiểu sang cái hàng thứ ba cái hàng thứ ba này nó có số chữ g chữ k và chữ h nó gọi là phụ âm ở cuốn lưỡi phụ âm ở cuốn lưỡi thì bây giờ chúng ta có nè nha cái chữ g á nó đọc như chữ cờ của mình à, các bạn lưu ý như vậy chữ g nó đọc là cơ cơ có người là cơ hay là cưa hay là cơ không sao bản chất nó là cái âm cờ cờ là được cơ cái số 10 là cái chữ k đó nó đọc như chữ khờ của mình, nó đọc là khơ 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 à, khơ chữ khờ đó, à, khờ đó. Như vậy số 9 là cơ, số 10 là khơ khơ và số 11 chữ hờ nó đọc gần giống với chữ hờ của mình là hơ hơ. Ở một số vùng ở miền Bắc Trung Quốc thì nó đọc nó hơi rung ở trong cái lưỡi một chút, đọc là khơ khơ. À, hơ sợi, hơ sợi, hơ sợi à, Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể nói là hơ sợi là uống nước Hay là hơ trả là uống trà, hơ cà phê, uống cà phê Như vậy đọc âm hờ là được Thay vì phải rung ở trong lưỡi một chút xíu thì không cần thiết Nhắc lại một lần nữa, như vậy là số 9 Số 9 ở đây chúng ta đọc là cơ, cơ Số 10 là khơ, khơ Và số 11 là hơ, hơ Rồi Tiếp nữa, chúng ta có cái hàng số 4, cái hàng số 4, tức là phụ âm ở trên mặt lưỡi, chúng ta đọc làm sao mà cái âm nó sát trên cái mặt lưỡi á, nó đi trên cái mặt lưỡi, à, cái mặt của cái lưỡi mình chứ không phải đầu lưỡi nha, mặt lưỡi là đúng. Mọi người cứ nghe, ba à, cái này nghe có vẻ nó giống nhau, mình cố gắng làm sao đó để cho anh chị nghe rõ hơn và phân biệt được. Cái số 12 á, cái chữ J đó, cái số 12 đó, nó đọc là chi chi như là chữ chờ gần như chữ chờ của mình á, chữ chờ nhưng mà chờ thì không đọc như vậy, đọc là chi chi cái âm trên mặt lưỡi một chút chi 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 hoặc là ví dụ chỉ à, chỉ chỉ là gấp chỉ sơ là việc gấp của dấu chỉ tôi có việc gấp như vậy nó lại gần như âm chờ của mình nhưng trên mặt lưỡi đọc là chi chi mười hai là chi 14, 13 ta để đó 14 là C si, âm sờ nhưng cũng trên mặt lưỡi luôn C, si. ví dụ mình hay nghe cái từ cảm ơn C, 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 không có bật hơi gì hết nha Ở trên mặt lưỡi thôi 14 là chữ ít, nó không có bật hơi gì hết Đọc là C, C, như vậy nó là âm C, 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 không có bật hơi Nhắc lại 12 là chi, chi, chi gần như âm chờ chữ chờ của mình nhưng mà trên mặt lưỡi 14 là si si si, si. À, si à. rồi 13 nó cũng giống như 12 vậy đó nhưng mà nó bật cái hơi ra chúng ta bật được cái hơi ra thì chúng ta sẽ phát âm rõ như vậy là 12 là chi thì 13 nó sẽ là chi 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 cũng sát hơi trên mặt lưỡi luôn cái số 7 á là nó đọc cái âm này nè nha i r san se 5 6 7 nè chi 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 nếu như mà chúng ta phát âm không rõ, chúng ta không có bật hơi thì nó ra ra sẽ thành uh, nó sẽ giống như 12 đọc là chi e 2 3 4 5 chi là không đúng phải là u 6 chi chi. chúng ta cố gắng, cố gắng uh, nhiều bạn người Việt Nam việc trong tiếng Việt mình không có cái phụ âm đọc như vậy cho nên là hay đọc cái số 13 thành số 12 cơ bản là nghe vẫn hiểu nhưng mà nó không có chuẩn không có rõ thôi cố gắng luyện từ từ sẽ quen như vậy chúng ta đọc 12 13 14 nha 12 là chi 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 13 là chi 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 và 14 là nhẹ nhàng thôi si 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 si, si. 12 là chi 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 13 là chi 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 14 là si si nhẹ nhàng thôi. Các bạn nghe tập nhiều thì các bạn sẽ quen. Lúc đầu cảm thấy nó rất giống nhau hay nó gần giống nhau cũng là thường vì mình đang tiếp cận với một cái hệ thống phát âm của một cái ngôn ngữ khác. Đương nhiên là nó có những cái phụ âm, có những cái nguyên âm, có những cái vần nó không giống tiếng Việt của mình thì cũng là chuyện thường. Từ từ chúng ta sẽ quen thôi. Chúng ta có chúng ta có à, hàng thứ năm tức là phụ âm ở trước đầu lưỡi tức là ngay chỗ cái đầu lưỡi ngay trước cái đầu lưỡi á tức là răng trên răng dưới rồi cái răng trên răng dưới và cái lưỡi nó nằm ngay chỗ cái giữa cái răng trên với răng dưới đó, đó. thì chúng ta đọc ra được mấy cái âm này nó rõ ràng thôi như vậy cái chữ Z này nha Cái chữ Z đó, chữ J đó, Ngay chỗ số 15 đó, Z đó đó Nó sẽ đọc là Z Z Z Z Z Rồi Z Số 16 á À, 15 là chưa Và số 17 đi Chúng ta đi tới số 17 trước Số 17 nó đọc y như chữ sờ Ít trong tiếng Việt của mình á Nó sẽ đọc là xưa Xưa chữ sờ, sờ, sờ ngay chỗ đầu lưỡi Xưa à, như vậy 15 đọc là chưa. Tư, chưa. Tư. 17 đọc là xưa, không có bật hơi gì hết á. Xưa. Xưa ví dụ 1 2 3 4 nè, 1 2 3 này y, er, san, số 3 là san là chữ xưa đó, chữ sờ đó đó. Y, er, san, san. Rồi 4 là xưa, cũng là cái chữ sờ S ở số 17 đó luôn. Cứ âm ngay chỗ đầu lưỡi là được. 15 là chưa. Chưa ví dụ như chào buổi sáng nỉ chào chỉ chưa đó như chỉ chờ nhưng mà chỉ chờ của mình như ngay đầu lưỡi chứ không phải là mặt lưỡi rồi như vậy mười lăm là xưa mười bảy là xưa còn mười sáu nó cũng giống như mười bảy nhưng nó bật hơi ra một chút mười à, sáu cũng giống như mười bảy nhưng nó bật hơi ra một chút mười sáu nó sẽ đọc mạnh một chút nó đọc là xưa thay vì mười bảy là xưa xưa thì bây giờ á mười sáu nó đọc mạnh ra một chút nó đọc là xưa Tư, tư. Nếu các bạn để cái tay phía trước Mình sẽ nghe cái hơi nó bật ra một chút là đúng rồi đó Rồi Như vậy là cái số 16 nó đọc Ta nghe cái hơi nó bật ra là tư, 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 tư. Ví dụ từ mới Sân sữa Sân sữa Sân sữa Rồi sữa là cái chữ sữa đó đó và theo cái nghiên cứu của bên các cái cơ quan về ngôn ngữ học của Trung Quốc á, thì nó nói là cái xu hướng hiện nay của giới trẻ đó là cái 16 mà bật hơi này nè, là cái giới trẻ nó vẫn đọc, nó đọc theo gần như là thành 17. Ví dụ như sân sữa là từ mới sữa, sữa, thì nó đọc nhẹ lắm, sân sữa, sân sữa, sân sữa là thành cái chữ S là 17 luôn. Nên cái chữ C này nếu các bạn cảm thấy khó khăn quá, À, nói chung là phải cố gắng còn nếu thấy nó khó khăn quá thì các bạn đọc như 17 thì người ta cũng hiểu được cơ bản là hiểu sân sữa à, sân sữa là chuẩn thì đọc là sân sữa sân sữa người ta nghe cũng hiểu kể cả người Trung Quốc giới trẻ nó cũng đang có xu hướng đó rồi bây giờ chúng ta ôn lại từ cái hàng thứ ba từ số 9 cho đến số 17 nha số 9 chúng ta có nè cưa cưa số 10 là khơ khơ Số 11 là hơ hơ, số 12 là chi chi, số 13 bậc hơi ra nè chi chi chi. Câu 14 thì nhẹ nhàng thôi, si si si. 15 là ngay đầu lưỡi cái âm nó phát ra ngay trước đầu lưỡi. 15 nó đọc là chưa chưa chư ví dụ như ní chào ní chào chữ chư đó chư ao dao nó đọc thành chào như vậy là chữ chư mười lăm là chư mười là chư 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 bật hơi ra một chút còn 17 thì không có bật 17 đọc là xưa xưa rồi chúng ta còn một hàng nữa rồi chúng ta còn một hàng đó là hàng số 6 là các cái phụ âm sau đầu lưỡi tức là cái phần mà chúng ta cuốn lưỡi một chút. Rồi, cái Z, cái chữ Z với chữ H đó đó, ZH đó là số 18 á, nó đọc gần giống như cái chữ trờ trong trong tiếng Việt của mình nhưng mà đừng có rung lưỡi. À, đừng có đọc là trờ 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 là rung lưỡi thì không được. Nó đọc là trư trư âm trờ đó, trư trư. À, trư. Ví dụ như ông Trương nó sẽ đọc là trang trang sen sơn. Trang sen sơn, trang, âm trưa đó, âm trờ. Rồi như vậy cứ gặp cái chữ Z với chữ H nó ta nghĩ tới cái chữ trờ trong tiếng Việt của mình. Trư, à, trư, trư, công lửa nhưng đừng rung nha. Trư, trư, rồi, trứ dồ là chỉ có, ví dụ thế. Trứ xì hoan là chỉ thích. Hay là trư liang là chất lượng, đọc là trư, thì nó ghép vô nữa, những thành phần khác nó đọc là trư, âm trờ. Rồi. 18 như âm trờ ha, trong tiếng Việt của mình trư, 19 để đó. 20 đọc giống như cái chữ S cái sờ nặng trong tiếng Việt của mình á, SH cũng giống như gần giống như chữ SH của tiếng Anh vậy đó. Nó đọc là sư cuốn lưỡi vô sư. Sư ví dụ cái số 10 á, y 3 su wu liu chi ba chiều là chính là sữa, đọc là sữa là 10, sữa sữa. Rồi âm sờ Sài Gòn đó chứ Sài đó chứ sờ đó đó, sờ nặng đó đó. Rồi, 18 là trư, 20 là sư, sư. Còn bây giờ 19 thì nó giống như 20 nhưng mà nó bật cái hơi ra, bật cái hơi mạnh một chút. Rồi, như vậy là 20 là sư thì 19 nó cũng như vậy đọc mạnh ra bật hơi ra là đọc là sư, sư, trư. Rồi, ví dụ như ca hát chẳng hạn chang chang cơ chang cơ chang cơ chang chang hay là ăn cơm chư văn chư văn chư chư là làm chờ đó đó chư chư ăn cơm rồi 19 là sư còn 20 là sư thôi. Nếu như 19 mà các bạn thấy khó khăn quá thì các bạn đọc gần như 20 cho mình. Ví dụ ăn cơm, à, ăn cơm mình nói là sư văn. À, chỉnh nến sư văn mời anh dùng cơm chỉnh nến sư văn mời anh ăn cơm thì sư mình đọc khó quá chỉnh nến sư văn người ta vẫn hiểu chỉnh nến sư sư ta vẫn hiểu như thường xu hướng bây giờ cũng vậy rồi như vậy là cái ch nếu các bạn đọc mà khó khăn quá thì các bạn đọc gần về với SH tức là đọc như chữ sờ vậy đó ăn cơm là sư văn là ch thì mình đọc ch bật hơi khó quá thì mình sẽ đọc là như SH chìm sư phan sư phan người ta vẫn hiểu bình thường chìm sư phan rồi mười tám là trư mười chín là trư Trư bật hơi ra hai mươi là xưa bình thường xưa hai mươi là rư như âm r nhưng không có rung lưỡi nó không có rung cái lưỡi của mình ví dụ tiếng việt mình nó ăn rồi 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 chữ r đó không có rung lưỡi à, nó không có rung lưỡi thế thôi nó đọc là rưa Ví dụ sinh nhật là sân rơ, sân rơ. Sân, sân là chữ sinh, rơ là chữ nhật, sân rơ, sinh nhật. Rồi như vậy là âm r, r công lưỡi nhưng không có rung. Rơ, r, sân rơ, sinh nhật. Hay là về sau, là sau đó gì đó, sau đó rãn hồ, rãn là chữ r đó đó, rán hồ, rãn hồ, rãn hồ, và sau đó trước hết làm cái gì đó sau đó rảnh hồ rư rảnh rảnh rồi à, đến đây là kết thúc phần 2 trên 7 của cái bài mở đầu này. Phần 2 trên 7 rất cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Chúc mọi người học thật là tốt cái phần phiên âm này nhé. Nếu như mà anh chị có thắc mắc gì cứ nhắn trên comment cho mình dạo này mình ít đi dạy vì tình hình dịch bệnh cho nên mình sẽ làm đều đều và mình sẽ trả lời các cái câu hỏi thắc mắc của các anh chị.